Từng bộ tàu muối là đây có nấu 3 ly mà người ta. Đây. Mở con ốc này ra. Đó. Mở ra. Mở ra rồi mình xoay cái bu ly qua đằng sau này. Xoay theo chiều nó chạy. Đó. Nó cái tay cầm xoay này. Máy điện tử thì kim nó đâm xuống á, thì nó luôn luôn nằm ở giữa lỗ của mặt nguyệt. Mình muốn chỉnh bờ bên trái của bờ trái thì mình đẩy cái trụ kim này qua. Chỉnh bên trái của bờ trái. Nhưng mà thường thường là máy điện tử này phải chỉnh bên trái, mình chỉnh bờ bên phải đi ha. Bờ bên phải này hơi khó quay này. Đẩy qua đẩy lại làm sao cho nó sát về cái vườn này. Đó, nó nằm bờ bên phải của bờ phải. Rồi lại quay cái bu ly ở đằng sau. Quay cái bu ly đây. Ở đây nó có cái này như tháo ra, cái này nằm cái này. Đặt cái này. Bên phải của bờ phải là cái đầu móc ngay cái gắt kim này như vậy. Đèn nó sáng không thấy sao. Từ từ có người bỏ ấy đó, bỏ đèn flash đây. Đèn flash đó thấy. Đây thì nó lại tối không thấy gì, nhưng mà cái đầu móc này thật ra thì được rồi, có thấy không nhỉ. Đó. Đầu móc là trên lỗ kim một ly thôi, ngay bên trên cái vát. Di chuyển hai con ốc này làm sao mà để cho móc nó sát kim vào cái thời điểm nó vừa tối như vậy là được rồi. Máy điện tử thì chỉnh đơn giản được thôi chứ. Đây mình thích đẩy qua bên bờ trái thì mình đẩy qua. Cái thì nó lại bắt trên cao, trên tầm bên dưới. Mình có nó nhẹ không thấy. Lắc câu bên này. Mình lôi để xếp con ốc này lại thế thôi. Con. Hai con.
luôn. Chưa đâu, mình nhẹ nhẹ rồi đi. Không, mình không đưa ra là cái này nó chạy tới chạy lùi này. Không. Được nha, không được nha, phải sát cái này lại này. Đó, cho nó giữ lại. Vừa chạm tới này. Rất chặt lại. Rồi xong rồi. Rồi thôi.